Xin chào mọi người. Để bắt đầu video này thì chúng tôi mời mọi người xem một đoạn phim ngắn. Không biết là sau khi mọi người xem đoạn video đó thì mọi người có lo ngại điều tương tự sẽ xảy ra với chiếc xe của mình hay không? Với mình thì có. Và những đoạn video như vậy nó sẽ giúp chúng ta có thêm chứng cứ và biết được nguyên nhân xảy ra với chiếc xe của mình. Ford Everest là một mẫu SUV 7 chỗ rất lý tưởng dành cho gia đình, cực kỳ nhiều tính năng, êm ái và nó cũng rất công nghệ. Tuy vậy thì mẫu xe này cũng sẽ có một vài những cái điểm hạn chế, ví dụ đơn cử là cái phần màn hình này to, đẹp, rõ ràng. Nhưng với thiết kế hình dọc như thế này thì nó cũng sẽ hơi gây trở ngại cho việc nếu chủ xe nào muốn nâng cấp một cái màn hình thông minh. Ngoài ra thì ở trên chiếc xe này nó có hệ thống ra lệnh giọng nói nhưng lại chỉ nhận bằng tiếng Anh, cũng như cái việc là hệ thống camera 360 chỉ xuất hiện ở trên 3 bản cao, còn 2 bản thấp thì sẽ không có. Và đây sẽ không phải một video đánh giá về chiếc Ford Everest, mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một giải pháp giúp cho những chủ xe Everest khắc phục được những hạn chế kể trên với màn hình thông minh của Zestech. Và kể cả khi bạn không phải người đang sử dụng Everest thì cũng đừng vội bỏ qua video này, vì biết đâu xung quanh chúng ta có và chúng ta có thêm những thông tin này để giúp những người đó thì sao. Điều đầu tiên mà chúng ta thường rất hay lo lắng khi nâng cấp hay độ chế cho chiếc xe của chúng ta lên một cái gì đó nó thông minh hơn, nó phù hợp hơn, đó chính là về việc nó có ảnh hưởng gì đến zin của xe hay không, ảnh hưởng gì đến chiếc xe nguyên bản của chúng ta hay không. Thì đối với cả màn hình Zestech dành cho những chiếc xe Ford thì các bạn hoàn toàn không cần phải lo lắng đến vấn đề đó. Màn hình chúng ta sử dụng ở đây vẫn là màn zin nhé, phải nói là màn zin của xe. Zestech họ thì thêm một cái bộ xử lý ở phía bên trong để biến đây thành một cái màn hình thông minh mà thôi. Hoàn toàn các rắc cắm, các cái dây đấu nối hoàn toàn là sử dụng nguyên bản. Trong một ngày đẹp trời mà các bạn không muốn sử dụng tính năng thông minh nữa, các bạn mang ra tiệm, các bạn chỉ cần rút ra là xong. Không ảnh hưởng, không chế cháo gì đến chiếc xe của chúng ta cả. Đó là một cái mà mình nghĩ là rất nhiều người quan tâm, trong đó có cả mình. Mình cũng không thích cái gì đó nó ảnh hưởng đến xe, nhiều khi nó mất zin mình không khoái. Cái thứ hai đó là, thế thì đang sử dụng màn hình thông minh như thế này mà chúng ta muốn quay trở lại sử dụng hệ thống sinh 4 của Ford thì có ok không? Thì thưa các bạn là nó cũng rất ok. Ấn một nút bấm trên vô lăng 5 giây, lập tức hệ thống sinh 4 nguyên bản của Ford sẽ hiển thị ở đây. Chúng ta có thể song song được hai hệ điều hành, một là Android 11 của màn hình thông minh, hai là sinh 4 của Ford. Đây, không ảnh hưởng gì đến chiếc xe cả. Một trong những cái chức năng có thể nói là tiêu biểu của bộ màn hình Zestech dành cho những chiếc xe Ford như kiểu Ranger hoặc là Everest này, đó chính là việc nó sẽ được trang bị 4 cái mắt cam mặc định ở trên chiếc xe. Đối với cả chiếc Everest thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản cao đó, sẽ được trang bị cam 360, còn 2 phiên bản Ambient, phiên bản Sport thì sẽ không có. Tuy vậy thì đối với cả cái cam của chiếc màn hình Zestech này thì đây, ví dụ khi các bạn xi nhan vào phía bên nào thì lập tức cái màn hình nó sẽ hiển thị cái góc cam từ phiên đó. Ví dụ mình xi nhan phải sẽ hiển thị bên phải, mình xi nhan trái sẽ hiển thị bên trái. Hoặc mở camera 360, các bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói để mở hệ thống camera như thế này. Đó, nó sẽ giúp cho cái việc lái xe của chúng ta khi đi ở trong đường đô thị, ngõ nhỏ, phố nhỏ, chật hẹp trở nên dễ dàng và cũng thuận tiện hơn. Và đối với cả cái camera 360 độ zin nhé, thì nó cũng không có chức năng tắt máy ghi hình. Còn đối với cả cái màn hình Zestech đi kèm cam 360 này thì nó có luôn. Có nghĩa là khi chúng ta tắt máy đi, lúc nào 4 cái camera nó cũng sẽ hoạt động, chứ không cần phải đợi có va chạm nó mới hoạt động. Đấy, cái đấy là một cái mà mình nghĩ là các bạn sẽ phải quan tâm. Vì là ví dụ như chiếc xe của mình đang sử dụng đi, cũng có cái chức năng tắt máy ghi hình, nhưng khi mà chiếc xe bị va chạm thì camera nó mới được kích hoạt. Còn ở đây lúc nào nó cũng sẽ chạy và chạy ghi đè và bộ nhớ, không ảnh hưởng gì đến cái phần điện năng của chiếc xe. Nhưng quan trọng nhất là 24/24 nó đều ghi hình lại được. Thì đấy là một cái mà cái cam 360 tắt máy ghi hình 24/24 của cái màn hình Zestech này nó làm rất hiệu quả. Ngoài ra thì giống như bất cứ một chiếc màn hình thông minh nào cũng như vậy thôi, chúng ta cũng sẽ có những cái chức năng rất thông minh. Lấy ví dụ thế này, mở video nhạc Sơn Tùng.
Đó. Hoặc chỉ đường tới Hồ Gươm. Đó. Bên cạnh đó thì đây là một cái màn hình có cái thiết kế hình dọc rất to, và chúng ta không muốn lãng phí toàn bộ cái phần không gian màn hình này chỉ để hiển thị một thứ gì đó, ví dụ như bản đồ. Chúng ta hoàn toàn có thể chia đôi màn hình ra. Và một chức năng bên dưới, chúng ta vẫn sử dụng YouTube hoặc là bất cứ một chức năng nào đó, hai màn hình song song hiển thị. Mở VTV1. Đó. Đây là một cái cách mà Zstack họ thiết kế cái phần mềm khá là thông minh, ở khía cạnh là chúng ta có thể tối ưu hóa được cái phần màn hình dọc này chứ không bị bỏ phí hiển thị một thứ. Phóng to ra. Đó. Tất nhiên là độ nét của cái màn hình này thì nó vẫn là rất chuẩn, 2K đến 4K. Tuy vậy thì cái độ nét của video nó còn sẽ phụ thuộc vào cả cái đường truyền mạng, tức là 4G hoặc Wi-Fi của chúng ta. Và đây là một dòng màn hình cao cấp của Zstack. Chính vì vậy thì chúng ta cũng có những cái trang bị về thông số kỹ thuật rất đẹp. Chip của Qualcomm, RAM 4GB, ROM 64GB. Nên khi chúng ta sử dụng, chúng ta cũng có thể cảm nhận được ngay là cái tốc độ xử lý của màn, cũng như là cái tốc độ xử lý thông tin nghe nhận của cái màn hình này nó như thế nào. Hoàn toàn ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt thông qua Kiki. Ví dụ: thời tiết hôm nay thế nào? Thời tiết ở Hà Nội hôm nay được dự báo là mây đen u ám, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C. Mở VTV3. Đang mở kênh VTV3. Chúng ta cứ ra lệnh một cái ồ ạt đi để xem cái màn hình này nó xử lý như thế nào. Chỉ đường tới phố Lý Thường Kiệt. Đang chỉ đường đến phố Lý Thường Kiệt. Đó, các bạn hãy nhìn cái tốc độ xử lý. Tất nhiên là chúng ta còn phải phụ thuộc vào cái đường truyền mạng nhé, chứ không phải là chỉ riêng cái màn hình ở đâu. Nhìn chung thì cũng khá ổn, phải nói là khá ổn. Ngoài ra nhé, thì ở trên cái phần màn hình Zstack dành cho những chiếc Ford này này, nó còn có cái hiển thị tốc độ giới hạn của từng đoạn đường, để cho chúng ta lưu thông, chúng ta lái xe một cách tuân thủ đúng luật giao thông hơn, chứ không còn bị lo lắng ở trong tình trạng là không biết đoạn đường này là đi bao nhiêu km/h. Nhìn chung thì bộ màn hình Zstack là một cái giải pháp khá là hiệu quả dành cho những em đang sử dụng những dòng xe Everest hoặc Ranger thế hệ mới với thiết kế màn hình dọc như thế này. Chúng ta có thể tùy biến và thêm những cái chức năng thông minh cho chiếc xe của mình, bao gồm từ camera 360, những chức năng giải trí thông minh, ra lệnh giọng nói này kia. Trên một chiếc xe vốn nó đã rất tiện nghi, vốn nó đã rất an toàn và đầy đủ các trang thiết bị rồi. Nó giúp cho cái việc màn hình của chúng ta giờ đây nó không chỉ đơn giản là chỉ để điều chỉnh một vài những cái chức năng cơ bản của chiếc xe, hay nói đơn cử nhất là có thể ra lệnh hoàn toàn bằng giọng nói tiếng Việt. Chúng ta không phải sử dụng tiếng Anh, mở tất cả các chức năng để gia tăng thêm cái phần tiện ích cho chúng ta. Tuy vậy thì với mức giá khoảng 19,9 triệu, tức là khoảng gần 20 triệu cho một cái giải pháp màn hình của Zstack như thế này, thì cũng phải thể nhận đây không phải một mức giá nó quá dễ tiếp cận đối với nhiều người. Không phải mức giá quá dễ tiếp cận với nhiều người, cũng không phải mức giá được xem là rẻ. Tuy vậy thì nhận lại được, chúng ta cũng sẽ có những thứ có thể nói là góp phần gia tăng cho cái mức độ hưởng thụ lái xe của chúng ta, cũng như các thành viên cho gia đình. Và đặc biệt ở đây đó chính là yếu tố an toàn, tắt máy ghi hình 24/24, đảm bảo cho cái việc an ninh chiếc xe của chúng ta. Chúng ta có thể nắm bắt được nguyên nhân tình trạng chiếc xe của chúng ta, cũng là một cái bằng chứng rất hiệu quả. Thì không biết mọi người thấy sao về giải pháp mà chúng tôi chia sẻ lần này với màn hình Zstack trên những mẫu xe của Ford, thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.